cảm ơn tất cả quý vị đang đến với chương trình Trận Đấu Ca Từ. Trước khi đến với lại hai đội trưởng ngày hôm nay, hãy cùng nhau chúng tôi gặp gỡ với lại những người, nhân vật, những yếu tố để làm nên một chương trình thành công như vậy. Đầu tiên, xin trân trọng được giới thiệu một ban nhạc huyền thoại. Ban nhạc Nguyễn Tuân 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 Tuân. Và hai danh ca, hai giọng ca vàng của chúng tôi tồn tại suốt 3 năm, 3 mùa chương trình, giọng ca không hề thay đổi. Thậm chí còn có thể lên được cái nhịp nốt cao nhất trên thế giới nữa. Đó. Xin được trân trọng giới thiệu hai giọng ca của chương trình, đó chính là ca sĩ Minh Trí và ca sĩ Kim Ngân. Và cũng để góp phần làm nên một chương trình thành công như vậy, chúng tôi không thể nào thiếu hai MC vô cùng duyên dáng và đáng yêu, đó chính là Ngô Kiến Huy và Sam. Liệu rằng ngày hôm nay hai đội trưởng sẽ mang đến màu sắc gì? Chúng ta hãy cùng nhau đón chào vị đội trưởng đầu tiên, đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ Đại Nhân. Sau chia tay anh chán trường, dù cô vẫn không thể thoát khỏi như thường. Tự hỏi bao nhiêu lâu nay đã mất gì, vì yêu em cho nên anh đã bỏ đi. Anh ngồi nhớ, anh ngồi khóc, anh là ngốc nhất trên đời. Anh tự hứa không vậy nữa, anh sẽ vui như lúc xưa. Ngoài kia là những chân trời, ngoài kia là những tuyết vời, nơi hạnh phúc, nơi cảm xúc, nơi mà anh không có em. Ngoài kia là những hy vọng, là những điều đáng trân trọng. Bây giờ anh nơi đây và không có em. Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ. Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ. Sao chia tay em thế nào, dù cô vẫn không thể tránh khỏi mất nhau. Tự hỏi bao nhiêu năm qua đã có gì, vì yêu em cho nên anh chẳng nghĩ suy. Anh ngồi nhớ, anh ngồi khóc, anh là ngốc nhất trên đời. Anh tự hứa không vậy nữa, anh sẽ vui như lúc xưa. Ngoài kia là những chân trời, ngoài kia là những tuyệt vời, nơi hạnh phúc, nơi cảm xúc, nơi mà anh không có em. Ngoài kia là những hy vọng, là những điều đáng trân trọng. Bây giờ anh nơi đây và không có em. Hey yeah, không có em thì ta đi nhiều, làm những điều khi sự thời gian không cho ta nhiều. Vì sở thích, vì tính cách, anh với em cuộc sống không chung nhau nhiều. Anh phải cài tim đỡ, tìm kiếm những gì còn xa mờ. Bây giờ anh bơ vơ lạc trong giấc mơ.
Đội trưởng tiếp theo là một chàng trai rất trẻ tuổi, tài năng và một game thủ nổi tiếng. Anh ấy chơi game để sống. Giống anh. Không, anh anh chơi game, cũng vậy đó, giống tôi. Đó chính là ca sĩ, dancer, rapper, Tronny. Tronny. Chàng trai rất là điển trai. Wow. Mỗi lần mà Sam gặp những cái nhan sắc là Sam hay bị... Em hay bị choáng ngợp, thật sự. Anh thấy ngày hôm nay tại sao mà em làm những cái tóc mà buông xõa như vậy? Bởi vì em biết là ngày hôm nay chúng ta có hai vị khách mời vô cùng điển trai. Trời ơi, có nhiều cái nhìn nó đẹp vậy thôi chứ nội dung nó không có gì hết. Ngày hôm nay anh sợ anh lộ cái nội dung không được đẹp đẽ ra đây. Ủa sao kỳ vậy, anh chưa bắt đầu nữa mà. Tại vì là... Trời, chơi cái này anh thấy là khó lắm. Anh có biết không, là em nói thật nha, em đứng ở vị trí MC mà em vô cùng ganh tị với khách mời. Vậy luôn. Tại hả? Vì sao? Tại vì em là một người rất là ham hát, một người hát rất tốt. Một người hát rất tốt. Hình như là anh nhớ sao hồi xưa có đi hát là dạ, ca sĩ rồi. Nữa. Nhưng mà anh biết là trời, lúc mà những cái bản nhạc của chương trình á, karaoke mà nó vang lên á, trời em muốn phóng ra em hát dễ sợ. Nhưng mà đâu có cho, anh Huy cản em lại. Sam hát cái bài gì Mượn Rượu Vô Tình hay mà. Trời. Đúng rồi, bài đó là một bản hit. Đó là Sam hát có nhiều tụ điểm rồi. Nhiều tụ điểm. Bây giờ là Sam qua một cái thể loại khác nữa rồi. Thể loại gì Sam? Dân ca và bolero. Chứng minh liền Sam, chứng minh liền. Duyên phận đi, bài Chim trắng mồ côi đi. Chim trắng mồ côi. Hai ba. Mọi người đừng có bất ngờ nha. Bolero pha dân à, ca nhạc, à, các anh theo em nha. Vô. Tình anh như nước con sông dài. Hay mà. Con nước về cây trái thù bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Chờ ngày mùa đã mong.
coi mà anh làm em giật quá thì giật vậy. Remix. Không, tại vì anh biết một cái thể loại khác nữa mà sao hát rất là hay. Anh muốn em nghe hát trở lại chương trình đi. Mình trở lại chương trình đi. Bây giờ có hai đội trưởng, xin mời hai đội trưởng hãy chọn vị trí chiếc chuông mà mình ưa thích. Xin mời ạ. Ê, hình như anh Thuận bên đây hơn á, đổi cho anh đi. Gì vậy? Anh đứng trên đó nhìn bị ngược cái không? Hai đội trưởng đã về vị trí của mình rồi. Bây giờ là lúc hai đội trưởng phải dùng khả năng phán đoán của mình để chọn thành viên. Xin mời người chơi đầu tiên. Wow. Ủa? Thằng em. Sao mà giống anh Huy vậy? Anh hai nhớ em không? Không nha, em hát đi cưng. Tự đi đâu ra nhận bà con tôi có hát như thế nào nè. Xin chào mọi người, em tên là Võ Huỳnh Tấn Sang và năm nay em 20 tuổi. Và em là em trai cùng cha khác ông nội với anh Ngô Kiến Huy. Cùng cha khác ông... Khác ông nội. Ông nội là cùng họ thôi đúng không? Dạ không cùng họ luôn anh. Cái mặt không bao giống nhau. Có nghĩa là những anh em bà con xã hội ngoài xã hội. Anh em xã hội. Anh em thôi. Sang ơi, em hát hay quá. Anh nghe rất là thích. Tại vì là nó cao, nó trong nhưng mà nó không có quá sáng. Anh thích tại cái màu giọng của anh là màu tối nên anh rất là thích những cái giọng nó có cái gì đó nó
buồn buồn ở trong đó, giọng em hát rất là hay. Ủa nhưng mà Sen hả, đi hát bao lâu rồi? Thì em chỉ mới biết hát đây thôi. Wow. Mới tập hát khoảng 2 năm trở lại. Em biết nhiều nhạc không? Dạ em có thể hát bolero hoặc là mấy cái nhạc bây giờ cũng được. Hát một câu thôi cho anh nghe thử. Bolero. Ừ. Dạ. Bài em hay nghe á. Dạ bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xóa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Anh tin em chưa? Hay. Ồ, hay quá, hay luôn á. Ok, bấm chọn nghe. Chọn liền vậy luôn hả? Ừ, tao không, em cũng phải chọn chứ. Hai đội trưởng cùng chọn bạn. Vậy Tấn Sang, bạn có quyền chọn ngược lại đội trưởng nào mà bạn muốn về. Thật ra thì em cũng thích hai anh từ rất lâu rồi ạ. Nhưng mà thì khi mà sau cánh gà thì em đã có sự lựa chọn của mình rồi. Thì em xin phép về đội của anh Đại Nhân ạ. Yeah. Rồi, chúc mừng bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin phép tuyệt vời. Hãy giúp anh chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng ạ. Chúc mừng anh Đại Nhân đã chiêu mộ kéo được một thí sinh về với đội của mình. Đây là gà chiến đó. Rồi. Chết em rồi, chết em rồi. Không sao hết Johnny à. Cảm biết đâu những thí sinh sau sẽ còn mạnh hơn còn nữa thì sao. Còn 3 ứng số nữa mà, vậy còn 3 ứng số nữa. Ừ. Xin mời người chơi kế tiếp. Vô. Bài tôi thích nè. Chưa vậy có đang nhắn tin với ai muốn, có trao đến ai những câu anh từng nói với em. Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại, cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài. Em thật sự quá ngốc nhưng chẳng thể bật khóc nữa. Trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Như thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đọa đầy đường, nếu giữa đôi chân được bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chẳng quay về. Dù giờ có khó trong lòng chẳng thể giữ anh ở lại bên em. 24 giờ trôi qua em nhận ra anh đã chẳng còn bên em, chỉ còn em với đêm. 24 giờ trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành, vì tháng không còn anh đây nữa. Ai hỏi là do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong, em vẫn còn yêu anh mà phải không? Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Như thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đọa đầy đường, nếu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chẳng quay về. Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. Em xin kính chào các vị khán giả cũng như các anh chị ở đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Lily, hiện nay đang là ca sĩ tự do.
dễ thương, hát hay, trời xinh đẹp nữa. Bài hát này là do bạn sáng tác? Em tự sáng tác. Ô vậy hả? Trời ơi, trời, tự sáng tác. Bé này quá hay, quá giỏi. Nói ngoài sở trường là bài hát của em vừa trình bày ra, em còn có sở trường về dòng nhạc nào khác hay không? Em nghe thì em nghe rất là nhiều dòng nhạc, nhưng mà sở trường của em là R&B, nhạc trẻ hiện nay. Như vậy thì bây giờ hai đội trưởng có ai chọn bạn ấy về đội mình không ạ? À? Cho nên là cho nên chọn rồi đó. Nhìn tác phong em rất là chuyên nghiệp, hát hay, sáng tác, giỏi, xinh đẹp nữa. Nói chung em quá là hoàn hảo, nên anh là một người anh em tốt, anh sẽ phải khuyến khích cho Johnny chọn em thôi. Tất nhiên là em sẽ chọn bạn đó rồi, bởi vì cái em rất là thích những cô gái hát R&B, bởi vì những cái giọng hát của cô ấy khiến cho những cái dòng nhạc R&B nó trở nên là kiểu là cuốn hút người nghe. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em miễn nhiên là về anh đợi anh Johnny rồi đúng không? Ừ. Em đã thuộc về anh Johnny rồi đó. Hai người hãy thuộc về nhau đi. Rồi mà bạn vị trí à. Hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một chàng trai thì khá là trầm tính, ít nói, hiền hiền. Còn cô gái rất là cá tính. Không biết là màu sắc thứ ba này xuất hiện sẽ là như thế nào. Em đang rất mong đợi và em nghĩ là hai người đội trưởng của chúng ta bây giờ cũng đang rất là mong đợi sự xuất hiện của người chơi thứ ba ngày hôm nay. Đúng rồi. Em ơi, có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để anh nói cho em nghe nhé, rằng nơi anh đã từ lâu có cảm xúc lạ mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên anh chẳng nói ra hết những lời này, vì sợ em đi mất. Lặng yên thấy em cùng ai, dần khoảng cách với anh bao ngày, em đâu nào hay. Lòng anh đau nhói trong góc tối khi nhìn em với cô ta trao nụ hôn đầu. Anh ước gì em thấy anh không, vì anh cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay anh đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Anh mong em sẽ luôn vui. Có những khi anh làm em buồn, liều hẹn đôi mi anh nhớ về lần đầu tiên ta đi. Bây giờ bạn hãy giới thiệu về bản thân mình cho tất cả mọi người cùng biết nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai đội trưởng. Em tên là Nguyễn Tiến Mạnh. Hiện em là sinh viên năm cuối của ngành marketing tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cái giọng em hay, em hát anh rất là thích, nhưng mà em bị thiếu một cái mà bây giờ anh nghĩ là em chưa có yêu nhiều đúng không? Em hát cái bài này chưa có tình cảm nhiều, em phải tình cảm hơn nữa. Anh nghe rất là tiếc, giống như là
thêm được một điểm tình cảm là nó thành 10 điểm đó. Thật sự là tại vì em cũng áp lực à, dạ, anh hiểu. Là mình chưa có thể nào thể hiện tốt nhất mình có thể. Ngoài cái dòng nhạc mà bạn vừa thể hiện thì bạn có hát những dòng nhạc khác không? Dạ em thì rất là nghe nhiều, hát cũng được khá nhiều, cũng như là dân ca, bolero, một chút cải lương cũng được. Trời ơi. Cảm ơn bạn. Và bây giờ là đội trưởng xin mời những chuông chọn thành viên ạ. Anh đã nhấn có chọn không anh ạ? Hỏi câu cuối cùng trước khi anh quyết định nhấn hay không. Em có nghe nhạc xưa nhiều không? Dạ nghe rất nhiều ạ. Em có vẻ nghe rất là nhiều nên anh chọn. Tại vì là anh nghe không có nhiều, anh cần người nghe nhiều cứu anh. Đừng mà anh nhấn giờ bên đây. Nói chung là tại vì quyết định anh em tốt của anh đã kêu anh đừng rồi, chẳng lẽ anh bấm đúng không? Tay. Rồi cuối cùng em mới thấy anh. Bây giờ bạn được quyền chọn đội trưởng. Sợ là em rất là cảm ơn anh Johnny vì đã yêu quý giọng hát của em. Rồi hiểu ha. Xong. Thật sự là anh Đại Nhân là người em nghĩ là anh có cảm giác được với lại cái niềm đam mê của em, nên là em sẽ chọn anh Đại Nhân. Còn nói gì nữa? Giúp anh chiến thắng nào. Bây giờ là người chơi cuối cùng, xin mời. Mèo còn bên em, vùi đầu vào lòng em ngủ say. Cùng nhau ta mơ giấc mơ của chúng mình. Và kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn về sau. Đó mọi người, rất nhiều cảm ơn chị Sao. Trời ơi, cái cảnh hồi nãy em thấy ngượng lắm. Tại vì em cảm giác giống như là chị với lại em vậy đó. Sao vậy? Tại vì bộ đồ của em đang văn phòng quá. Một cặp trời xanh. Vậy hả anh? Phù thủy và bạn tử. Giới thiệu đi chàng trai trẻ. Em xin giới thiệu, em tên là Xuân Tài. Em là một lập trình viên và là một nhạc sĩ tự do. Lập trình viên hả? Dạ vâng. Ngày hôm nay em có một em xin phép giới thiệu một đoạn bằng một phần em sửa lời đi một tí của cái bài hát vừa rồi, đúng không? Ok. Ok.
Ngày hôm nay mừng vui hân hoan, em được gặp anh Huy anh Sam, em được gặp anh Huy anh Sam, em được gặp anh Huy anh Sam. Đổi số. Cái này quá. Anh Huy, anh Diệu em chưa? Diệu em chưa? Hãy cho em xin một câu nói, dù là hứa dối nhưng thà anh nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang em từ lâu về nơi vực sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương ai dù chờ đợi mãi. Theo giới tính học, cô bé đó mặc dù hơi nam tính nhưng cô ấy vẫn là một lady. Dạ, nhưng mà kiểu là anh Huy chi Sam thì nghe nó không đúng dấu lắm nên là em sửa một xíu. Không sao, em không sửa thành bé luôn hay em luôn cũng được mà. Anh Huy bé Sam. Đó, trời ơi. Đúng rồi, nó hơi bè bè chút nhưng mà anh biết hàm ý của em nhưng mà nó hơi đường đột quá. Em xin lại. Ngày hôm nay mừng vui hân hoan, em được gặp anh Huy bé Sam. Các người chơi ai cũng thông minh, ai cũng xinh hết ngoại trừ mình. Cho em xin đoạn sau em chơi chế. Em xin phép là giới thiệu rồi. Anh là anh thấy ưng em rồi đó. Em là rất là thú vị, rất là dễ thương luôn á. Em mà kết hợp với anh Johnny là thôi. Không đúng cái màu của đội luôn á. Đúng màu. Nãy giờ anh thấy rất là đúng màu đội không, mà. Nhưng mà cho anh hỏi là em có nghe nhiều loại nhạc không? Dạ vâng, em thực ra mỗi loại nhạc em nghe một xíu. Em nghe kiểu nhạc thiếu nhi, rồi nhạc pop ballad, hay là nhạc R&B, rồi cải lương hay là vọng cổ. Nói chung là anh rất là thích em tại vì em rất là tài năng và rất là tự tin vào bản thân mình. Và anh hy vọng em với Johnny sẽ thua anh ngày hôm nay. Anh hy vọng. Anh rất biết hy vọng. Tự nhiên anh khen quá trời khen luôn. Kết câu hy vọng em thua. Nào, xin mời chúng ta hãy về với đội trưởng của mình là Johnny. Xin mời bạn. Như vậy là hai đội đã chọn lựa xong thành viên của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đặt tên cho đội. Xin mời đại nhân trước ạ. Đội của Nhân có điểm chung là rất là nhút nhát, đúng không? Thấy hai bạn rất là mê hát nhưng rất là nhút nhát. Và đại nhân cũng vậy, thành ra là mình lấy đội là nhút nhát đi ha. Hai thành viên có đồng ý với lại tên của đội trưởng không ạ? Dạ, tên đẹp mà. Tên đẹp. Đúng là nhút nhát thiệt. Nào, còn mời Johnny. Johnny, phong cách. Phong cách. Ừ. Good. Chứ Johnny có thể hội ý là hai đội viên của mình đã chọn ra cái tên. Sao mấy bạn thấy sao phong cách rồi này nọ được không? Dạ, em duyệt. Yeah. Vậy là đội phong cách. Dạ, yeah, phong cách. Nhút nhát và phong cách. Còn đợi gì nữa? Hãy đến với vòng đầu tiên. Tên gọi Tàng Hình. Meza này đã có thêm dầu đậu nành nguyên chất, không chỉ tốt cho tim mạch mà giá còn tốt nữa. Chào mừng mọi người đến với vòng thi đầu tiên của sàn đấu ca từ mang tên Tàng Hình. Và trước khi đến vòng đầu tiên này thì hai đội chơi, đặc biệt là hai đội trưởng sẽ đến phần đầu tiên để giành quyền chọn thi trước. Quyền này rất quan trọng bởi vì nếu chúng ta chọn được quyền thi trước, chúng ta có thể chỉ định được một thành viên của đội đối phương lên thi trực tiếp với đội trưởng, có thể loại được thành viên mạnh nhất tại vòng đầu tiên này. Và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi của chúng tôi. Câu hỏi như sau: con chó đen, cái gì trời? Người ta gọi là chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Có luôn hả? Con chó xanh, người ta gọi là chó xanh. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là chó gì? 10 giây bấm chuông. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Johnny, con chó màu đỏ hả? Con chó đỏ. Chó chết đúng không? Chó chết đúng không? Con chó chết là một đáp án. Là một đáp án. Tào lao, tào lao, tào lao. Xin mời anh đại nhân. Con chó đỏ chúng ta hay gọi là hot dog. Hot dog.
Ủa gì cá hót hót đâu phải đâu. Con màu đỏ. Đót là con chó nóng anh. Không chính xác. Cho đi. Chó đỏ. Chính xác. Ôi trời ơi. Đi một vòng cho dài vô. Trời ơi. Đi một vòng cho dài vô. Một câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà tại vì các bạn suy nghĩ nó quá phức tạp đi. Trời ơi. Như vậy là Johnny đã giành được lợi thế. Bây giờ bạn có quyền chọn một thành viên của đội đối thủ để có thể thách đấu với mình. Em đang là kiểu đứng dưới áp lực giữa hai bạn này rất là hát rất hay. Thôi em xin chọn bạn đầu tiên đi, bạn số 1 đi. Xin mời. Xin mời bạn, Tấn Sang. Cố lên em. Luật chơi vòng 1 như sau. Ở vòng này chúng ta sẽ có 3 bài hát. Ở trong đoạn bài hát sẽ xuất hiện một dòng màu vàng, các bạn hãy để ý. Và cái dòng chữ đó sẽ bị mất đi sau 5 giây quan sát. Sau 5 giây sẽ là 10 giây để các bạn nhấn chuông giành quyền ưu tiên của mình. Mà hát đúng thì các bạn sẽ giành về cho đội mình 1 điểm. Còn nếu như mà các bạn hát sai thì các bạn sẽ đánh mất đi 1 điểm của mình dành cho đội bạn. Và đội nào giành được chiến thắng trong vòng này sẽ giành về giải thưởng 3 triệu đồng. Lưu ý là các bạn vừa hát được dòng chữ màu vàng này và các bạn phải đọc lại một lần nữa đáp án chính xác chúng tôi mới ghi nhận. Bài đầu tiên, hệ thống bắt đầu. Một ngày vẫn thế, vẫn lê thê. Ngày sau đêm vẫn trôi qua đủ 24 giờ, chẳng có chi để mong chờ. Từ ngày em đến, thấy đêm đen tàn nhanh hơn. Sớm mai khe càng êm ru, nghe đi ta như mơ. Đây là thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Johnny. Ủa vô hát liền luôn hả? Vô hát liền. Nhìn ánh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và đêm em mãi mãi cứ giữ cho trái tim không rời. Ngày mai sóng gió bao tố nên đôi chân của anh trên đường đời. Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Hey. Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên đến ta dìu nhau với những đêm buồn mệt nhoài. Và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngủ quên một sớm bên em. Ngoài chiến khi nằm mơ đợi anh nhiều khi chợt như trẻ thơ chờ hai chim mong về nhà. Mình em anh mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Từng đêm ấy nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và từ nay anh mãi cứ giữ cho trái tim không rời. Dù ngày mai sóng gió bao níu đôi chân của anh trên đường đời, anh sẽ yêu em đến từng cùng thời gian. Xin mời Johnny đọc lại đáp án ạ. Để mình em anh mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Bây giờ xin mời hệ thống. Chính xác. Yeah. Chính xác à? Giỏi quá chứ gì. Xin chúc mừng đội Phong Cách. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ hai. Đội Nhút Nhát cố lên. Em đứng gần cái chuông lại. Bài hát thứ hai xin mời hệ thống. Trời ơi. Đêm một ca đêm khúc huyền thoại mùi hương.
đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên nhà nàng cách gần bên giang hoa xứ quanh tường nhìn sang trông nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Thử thách của các bạn. Thời gian 10 giây. Bắt đầu. Bây giờ xin mời đội nhút nhát chúng ta thực hiện thử thách của mình. Trời ơi, khó à. Dễ lộn lời lắm. Mấy bài này khó không dễ. Khó đó. Hôm qua mẹ bảo tôi như hoa xứ nhà nàng, ướp trà thơm đãi khách, họ hàng cô bác điều khen. Nhờ nàng hãy dùng tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhì vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Những đêm chớ sâu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu, biết đâu ngày sau khi ngó về cùng nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa xứ bè bàng, hoa tình yêu giọng mơ, một trời tim tím thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Đến cái đoạn kia thấy cũng lượn lượn nhưng về được. Cũng vô được. Vô. Bây giờ xin mời bạn, chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa đáp án của mình. Bây giờ hát được đọc lại mới ghê. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẻ bàng, hoa tình yêu rộng mở, một trời tim tím thở than. Chắc chứ? Chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Mà hát được mà nói sai tiếc lắm nha. Chính xác. Wow, chính xác. Một điều. Bài hát thứ ba, hệ thống bắt đầu. Bài này lâu, bài lâu rồi. Cái này 8x biết ha. Để tôi đạp. Những mùa thu đến muộn, những ngày yêu dấu cũ, con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá mẹ buồn, những loài hoa bé dại, những tình yêu áo trắng, mưa phố em đêm bên hiên nhà bâng khuâng. Thử thách của các bạn. Biết bài này không? Trời ơi, quá dễ. Có quá dễ. Là hát lời yêu yêu cũ. Chỉ có 10 từ thôi. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Johnny, xin mời. Hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn môi xa, yêu thương gợi gió bay về. Hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Mà xa yêu thương gửi gió bay về. Và ta ước mơ những điều yêu dấu hao tan ta. Những mùi hương đóa hồng với người dâu hơi. Bây giờ nơi thu xe nhìn phố thu lan. Có là... Gì vậy? Em đang đọc rap. Em đang đọc rap mà. Ok, ok. Đem. Người ta có quyền mà. Ủa, em đang đọc rap mà. Ok, bây giờ vô không quan trọng nào. Giờ em đang đọc rap. Có loài chim đất là hát lời yêu dấu cũ. Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng.
đúng không, đúng không? Chúng tôi hỏi hệ thống. Đúng rồi. Hệ thống ơi, mình chuyển từ nhạc trẻ và rap đàn đó được không? Khúc đó không biết hát. Dạ rồi. Khúc bây giờ đọc lại một lần nữa ạ. Có loài chim rất lạ hát lời yêu dấu cũ. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Bây giờ xin mời hệ thống. Wow. Yeah. Hay quá. Như vậy là đội Phong Cách đã xuất sắc ghi về thêm cho mình một điểm. Không, nhờ đọc rap á, nhờ đọc rap. Phá cách. Mà Phong Cách cho nên là mình phá cách luôn. Mặc kệ giai điệu bạn. Và sự các bạn rồi. Đã xuất sắc giành về 2 điểm trong vòng này. Các bạn là người chiến thắng và ghi về cho đội của mình 3 triệu đồng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng thi kế tiếp. Vòng 2 tên gọi phản chiếu. Chào mừng các bạn đến với vòng 2 mang tên phản chiếu. Như vậy chúng ta sẽ tự thay đổi về thành viên. Và Johnny sẽ nhường vị trí lại cho thành viên của mình. Và xin mời anh đại nhân ạ. Anh sẽ chọn thành viên sẽ thách đấu với mình. Thành viên của đội Johnny. Anh chọn em đi. Cố lên phải thiết. Rồi xin mời các bạn. Luật chơi vòng 2 sẽ tương tự vòng đầu tiên. Chúng ta sẽ có 3 bài hát. Sẽ có những đoạn nhạc có thử thách chứa dòng chữ màu vàng. Và ở vòng 2 này, dòng chữ đó sẽ đảo ngược lại, giống như là mình đọc chữ qua một tấm gương. Đội nào chiến thắng được 2 bài hát, dĩ nhiên là đội chiến thắng. Và giải thưởng tại vòng 2 này là 6 triệu đồng. Xin mời các bạn cùng đến với bài hát đầu tiên của vòng 2. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và ngôi lắng dần. Những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Và đây là thử thách của các bạn. Và 10 giây những chuông bắt đầu. Xin mời Xuân Tài. Anh đang như người nghe. Vẫn chưa hiểu. Đang đọc. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ bờ sông trói trăng, trôi theo cơn mơ niềm đau dẫn. Có bình yên nào không xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xăm từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trao, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa. Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong sáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Thiên đường đã khép nguồn cán từ hôm dòng sông rủ mình, quên được không những điều chưa bao giờ. Xin mời đọc lại. Xin Tài đọc lại đáp án của mình. Anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xăm từ giây phút nào đến vô cùng. Sai rồi. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn và xin mời hệ thống.
Yeah. Sai chỉ có một chữ thôi, Xuân Tài ơi. Anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa, từ giây phút nào đến vô cùng. Rất tiếc. Cố lên, fighting, hay rồi. Như vậy là đội Phong Cách đánh rơi mất một điểm của mình cho đội Nhút Nhát. Không sao, cố lên, fighting. Hệ thống, bài hát thứ hai bắt đầu. Bài gì vậy trời? Bài gì vậy? Hey, come on. One, cứ ngây ngô dại khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sân chơi, để băn khoăn nghi ngờ. Hết rồi đó anh. Nhá hàng vậy thôi. Bây giờ là thử thách của các bạn. Dẫu 10 giây nhấn chuông. Dẫu bắt đầu. Dẫu gì? Dẫu gì? Dẫu ai chê bai ở đâu có vậy bà? Xin mời Xuân Tài ạ. Xin mời Xuân Tài. Ôi. Có ai không sai lầm? Chắc cuộc đời buồn lắm. Sống đam mê đi, khát khao hơn đi, rồi gì đời hoang phí. Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần, làm sao để không phải ân hận. Tất cả rồi qua vui vẻ, tình người lại mãi vui. Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Dẫu ai chê bai trách ta cờ dại, thì ta cũng chẳng ngại. Tôi thở tự xuân chơi máu, chẳng níu giữ được đâu. Hãy yêu một người, sống vui một đời, làm điều mình sẽ vui. Đúng là đội Johnny. Thấy chưa? Đã nói là đội của Johnny. Còn em chuyên rap, đội em chuyên rap. Đội Phong Cách là một cái bản năng hát không được là rap. Hay. Và bây giờ xin mời bạn đọc lại một lần nữa đáp án của mình. Dẫu ai chê bai, trách ta khờ dại, thì ta cũng chẳng ngại. Yeah. Lập công chuộc tội. Yeah. Ghi nhận đáp án của bạn. Xin hệ mời thống. Hệ thống. Chỉ số một điều. Lại là bài hát quyết định anh à. Hồi nãy giờ anh có thấy là đúng rồi. Hai đội của chúng ta như là ngang tài ngang sức. Vô bài nào cho tôi hát coi. Xin mời bài hát thứ ba. Bolero trời ơi. Demo đã xong, bây giờ vô phần chính. Thử thách của các bạn. Mười giây nhấn chuông. Bắt đầu. Em ơi, biết rằng anh đâu có thủ đâu. Bốn. Em nhấn đi ạ. Xuân Tài. Và anh Trinh. Xin mời Xuân Tài ạ. Em không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà. Lầu cao xây cát em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi em tìm người yêu chung thủy. Em tìm trong mơ giống nghèo nguyện không đổi nào. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp.
giàu càng cao sang. Vì anh nghèo, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mái tranh siêu mái đây thôi. Dù rằng cuộc đời góc bể chân trời, cuộc đời bóng tăm bóng bao, suốt đời có nhau bên mình. Oh yeah. Yeah. Đôi này từ bolero mà qua rap. Đọc và đáp án hả? Đọc từ từ thôi, đọc từ từ thôi. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Bây giờ xin mời hệ thống. Vậy là đội Phong Cách một lần nữa đã ghi về hay cho quá, mình hay một quá, điểm. Hay quá, trời ơi. Vậy là đội Phong Cách đã giành chiến thắng trong vòng thi này và các bạn giành về cho đội của mình 6 triệu đồng. Và bây giờ là vòng thi kế tiếp. Vòng này khó hơn nữa với tên gọi Truy Tìm. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi thứ 3 tên gọi Truy Tìm. Truy Tìm. Và đến với vòng này thì chúng ta cũng có 3 bài hát. Sẽ có một câu trong đó được sắp xếp các vị trí một cách ngẫu nhiên. Các bạn phải lắp ghép như thế nào để cho thành một câu hoàn chỉnh và thực hiện thử thách của mình. Ở vòng này chúng ta sẽ có sự hỗ trợ là hai người chơi của mỗi đội sẽ cùng thực hiện thử thách. Nhưng chỉ có một người hát và người chơi còn lại nhiệm vụ là cổ vũ. Hey. Giải thưởng vòng này rất cao, đó là 9 triệu đồng. Sẵn sàng chưa ạ? Bài hát đầu tiên xin mời hệ thống. Và đây là thử thách của các bạn. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Johnny, thành viên nào hát? Lily. Rồi, xin mời. Yêu chung lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh nhau nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về
Lily ơi, bây giờ bạn hãy đọc lại một lần nữa đáp án của mình. Dạ, sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều giản đơn đến thế? Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Chính xác. Một khởi đầu suôn sẻ. Dành tất cả thanh xuân để bấm chuông thôi. Bài hát thứ hai, xin mời hệ thống. Đâu có gì mà mình phải đứng cái tướng vội vã như vậy. Rồi 10 giây nhấn chuông, bắt đầu. Xin mời đội tôi được hát rồi, đội tôi được hát rồi mọi người ơi, trời ơi. Ngày nghỉ về, từng đêm bình yên đôi ta có nhau. Bàn tay anh khẽ đan lên mái tóc em, mắt người chợt chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quanh thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Đọc lại ạ. Xin mời tiếng Mạnh. Dạ, đáp án của em là: còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Hệ thống. Xin mời hệ thống. Chính xác. Yeah. Vẫn là bài hát quyết định luôn. Đúng rồi, trời, hai đội này hồi nãy giờ là cứ ngang tài ngang sức với nhau qua các vòng. Rất là gay cấn đây. Bài hát quyết định, giải thưởng 9 triệu. Hệ thống. Bài gì vậy? Sao anh nỡ đành quên. Xin mời bao lời tha thiết mong chờ. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Johnny.
Ai hát ạ? Dạ em. Rồi xin mời Lily. Sao anh đã đành quên bao lời tha thiết em đềm? Sao anh đã đành quên cho lòng này đau xót thêm? Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón? Những khi buồn ai đến thăm? Còn đâu nữa mà Lily đọc lại đáp án của mình một lần nữa. Đọc từ từ thôi Ly ơi. Thời gian không làm sao xóa bao lần tay siết trong tay. Chúng tôi ghi nhận. Xin mời hệ thống. Bao lần như vậy. Ủa đúng mà. Đúng rồi. Nhưng mà khi hát hồi nãy Ly hát sai. Là đội Phong Cách đã đánh rơi một điểm của mình dành cho đội Nhút Nhát rồi. Điều đó đồng nghĩa đội Nhút Nhát vươn lên 2 điểm và chủ nhân của giải thưởng 9 triệu đồng. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Quá rồi. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4 của chương trình, sàn đấu ca từ mang tên Biến Hóa Khôn Lường. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi cuối cùng, vòng 4 biến hóa khôn lường. Và thưa quý vị, ở vòng thi này hai đội sẽ cùng thi đấu với nhau. Chúng ta sẽ có hai bài hát tương ứng với hai chủ đề, một lát nữa đây sẽ xuất hiện trong màn hình này. Đội chơi nào chọn được chủ đề dễ hơn chắc chắn là có lợi thế hơn. Và một bài hát này sẽ chứa đựng tất cả những thử thách từ vòng 1 đến vòng 3 và các bạn phải vượt qua nó liên tục không ngừng lại. Vậy thì làm sao để các bạn có thể giành được quyền chọn chủ đề ưu tiên? Bây giờ cả hai đội chúng ta sẽ cùng trả lời một câu hỏi đến từ Huy và Sam. Lưu ý giải thưởng của vòng này là 12 triệu đồng. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Tên Đại Nhân và Johnny Ngô có tất cả bao nhiêu chữ N? Xin mời Johnny. Xin mời Johnny. 2. Ấy 3. Sai rồi. Ủa, chưa mà. Đáp án cuối cùng ạ. 3. 3. Chúng tôi ghi nhận. Và phần thắng đang nghiêng về đội. Nhút Nhát, Nhút Nhát. Yeah. Ủa 3 đúng rồi mà. Trong tên Đại Nhân và Johnny Ngô có bao nhiêu chữ N? Hồi nãy giờ nghe chữ Johnny không ạ? Chữ Nhân là có 2 chữ N, chữ Johnny là có 1 và chữ Ngô là 1 nữa. Ủa, có chữ Ngô trong đó nữa? Có. Hồi nãy Johnny nghe có chữ Johnny thôi hả? Johnny Ngô. Cuộc sống vội vã lắm. Như vậy thì đội Nhút Nhát là đội đã giành quyền chiến thắng và quyền được chọn chủ đề. Xin mời chủ đề ạ. Chủ đề quan trọng lắm nha, liên quan mật thiết tới bài hát luôn đó. Và đây là hai chủ đề của chương trình. Anh thấy là anh nên chọn loài ve sầu đi. Như vậy, vậy là anh chọn bên phải. Anh chọn chủ đề bên phải.
Vậy anh có thể đoán được cái chủ đề của mình là bài hát gì hay không? Kiếp ve sầu. Chính xác. Và đây là bài hát mà đội anh sẽ phải thực hiện trong thử thách này. Vậy thì còn đội Phong Cách, các bạn có đoán được bài hát dành cho đội mình là gì hay không? Cái này là ở dưới, là hình như là ở ngoài Đà Nẵng nè. Hero này... của Oxy là ra H2O nè. Này là hóa học đúng không? Vậy là hóa một gì ở Đà Nẵng thôi. Hóa một Đà Nẵng hả? Thôi đùa thôi, đùa thôi. Hồi nãy giờ đội của chỗ này đã nghĩ ra cái đó là bài hát CHO là chữ cho. Thì bạn Tài đã suy nghĩ đó là bài hát của chị Mỹ Tâm là cho một, cho một tình yêu. Và ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng đúng không? Đây là cầu tình yêu Đà Nẵng, em từng em đến từ Vinh nên em biết. Hey yo man. Như vậy là hai bài hát được xác định. Và đội của anh Đại Nhân là đội nhút nhát sẽ thi trước. Ai sẽ là người hát ạ? Anh phải là người hát rồi. Thôi tới. Anh phải là người hát thôi. Anh được hát rồi hả? Anh được hát rồi. Trời ơi, em mừng quá. Cố lên nhanh nha. Xin mời ạ. Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng, ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vương tiếc nối vẫn xa nhau, anh sống vừa trời. Ủa hát rồi hả? Tiếp theo. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ vì còn một mình anh tiếng thương hoài, những dấu yêu trong đời. Tiếp theo ạ. Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hàng vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng hừng lờ, vút cao bay lên trốn xa. Chúc mừng đội nhút nhát hoàn thành xuất sắc cả ba thử thách, nhận về cho mình 3 điểm. Và bây giờ là đến phần thực hiện thử thách của đội Phong Cách. Ai hát ạ? Vậy em hát. Rồi, cho một tình yêu, xin mời. Gần nhau sống chung dưới trăng vàng,
Như vậy đội Phong Cách đã xuất sắc hoàn thành bài hát của mình và mang về cho đội mình 2 điểm, đồng nghĩa giải thưởng 12 triệu đồng thuộc về đội Nhút Nhát. Xin mời hai chơi. Trước khi đến với phần long trọng nhất, trao giải thưởng, chúng ta hãy cùng lắng nghe xem ngày hôm nay hai đội chơi đã trải qua những cảm giác cung bậc cảm xúc ra sao. Ta nói hay không bằng hên, ngày hôm nay đại nhân cảm thấy là cái chiến thuật của mình ngày hôm nay biết là dốt, không biết là không biết, không hát bậy. Và giải thưởng dành cho đội Phong Cách ngày hôm nay, các bạn đã xuất sắc, dành về cho mình 9 triệu đồng. Đội Nhút Nhát, các bạn mang về cho mình một giải thưởng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn luôn. Giải thưởng 21 triệu đồng. Ngày nay có 3 thế hệ. Anh Lương Hoàng Quang là thế hệ gọi là tiền bối. Anh nói gì? Không phải, anh là thế hệ tiền bối của em. Tức là lúc mà tiền còn không, nhỏ. Không, anh không muốn làm tiền bối. Anh là nhạc sĩ trẻ. Sao mà đứa Ái Phương mà tụi mình là gì? Tụi mình là kiểu em cũng trẻ. Tụi mình là kiểu em Út. Bé bé này là bạn kiểu ngang lứa với mình. Bạn ngang lứa? Đúng rồi. Trời ơi, em Sam. Ok, em mấy bé chỉ có 14, 15, 16 tuổi thôi. Ok, em hiểu rồi. Tụi mình quá lứa rồi. Rock Sen tập 13 sàn đấu ca từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2019 trên kênh HTV7. Chúc mừng các bạn, hy vọng là đến với sàn đấu ca từ các bạn đã có những cái giây phút vô cùng vui vẻ và thoải mái bên nhau. Thăng hoa của âm nhạc, thăng hoa trong sự nghiệp, thăng hoa về mọi thứ. Và đây lúc chúng tôi phải nói là chào tạm biệt với tất cả khán giả rồi. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình sàn đấu ca từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, yeah, yeah.